chùm ha. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú anh chị. Rồi cây đầu tiên là mã số A40. Rồi, quạnh luôn. Cây này A40 nó cây này cũng già cây rồi ha. Quá bự. Anh chị về mình tưới kích rễ cần 2 lần là nó nhanh đâm tròn nha anh chị. Quạnh nó 38. Cao là 6-70. Đường kính bầu là 53. Rồi mã số A40, cây này 1.700.000 bao ship. A40 1.700.000 bao ship nha anh chị. Bao ship tặng nhà anh chị ha. Ừ, đúng cây đó đó. A41. Mấy cây này mới bứng về nha anh chị. Đó. A41. Nha, rễ tơ rất là nhiều luôn anh chị yên tâm ha. Mới bứng về anh chị đừng trồng liền ha anh chị, tính rễ nhiều gần 2 lần á anh chị. Rồi, quanh đi. Mã số này là mã số A41. Quanh ở đây là 40 như vậy. Hoành 40. Trên này là 30. Chiều cao nó là 104. Chiều cao 104. Đường kính bầu là 47. Rồi mã số này là mã số A41. A41 900.000 em bao ship tặng nhà luôn anh chị ơi. A41 ha. Rồi tiếp theo A42. Cây rất là đẹp luôn chị ơi. Hoành nó 35. 35 hoành. Cao là 79. Cao 79. Đường kính bầu là 40. Đường kính bầu 40. Rồi mã số này là mã số A42 900.000 em bao ship. Rồi cũng 900.000 em bao ship luôn nha anh chị. A43. Cây này đế rất là đẹp luôn. Đế đều gan bốn mặt luôn chị. A43 nha. Rồi đâu quanh luôn. Đâu quanh sát dưới đây là 37. 37. Chiều cao là 72. Đường kính bầu là 39. A43. A43 800.000 bao ship. Rồi để anh chị 800.000 để rẻ luôn chị ơi. Để điều gan luôn. A44. A44. Cái này mini đẹp luôn nè anh chị ơi. Size luôn. Quanh size lùng lực luôn á. Quanh 33. 33 quanh. Chiều cao là 32. Đế điều luôn anh chị. Đứng màu là 32. Rồi A44 650 em bao ship. Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em mới về được một cái lô xanh trái. Cái này là lô xanh trái mini. Em sẽ lấy lên một cây cho anh chị xem ha. Đây. Lô xanh trái mini. Đó, đây. Ha. Là nó dạng tàn thông gì nha anh chị. Anh chị về chơi bonsai rất là đẹp luôn ha. Cây của nó thì tầm một gang tay đi. Em báo cho anh chị một gang tay ha. Còn cái cây của nó đây, cây của nó thì cỡ đầu đũa ăn. Cây này là rễ gam bích, muốn bích trong này luôn ha. Rất là nhiều nha anh chị. Sam trái. Đó, lô sam trái. Cái lô này em mới về thì nó cũng ít thôi anh chị ơi. Tại cái lô mà dạng tàn thông này cũng rất là ít. Đó. Rồi em giao lưu với anh chị á. Rồi cũng để cho anh chị là 6 cây 200.000 luôn. Nói chung là lô này cũng ít ha. Nên anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. 6 cây 200.000. Em xin nhắc lại ha, là chiều cao của nó là tầm một gang tay là tầm khoảng 20 đến 25 cm đó. Mà báo cho anh chị biết đi. Đó, cỡ gang của em là cỡ 22 đó. Cái này nó khi cao hơn hoặc lùn hơn. Đó. Cây sống khỏe, ương cỡ 4-5 tháng rồi, bích chậu luôn nè anh chị. Ha. Là sam trái ha, bảo hành sam trái cho anh chị luôn ha. Đây một cây thứ nhất em lấy mẫu cho anh chị thôi ha. Cây thứ hai đó, nó cây này thì nó dạng lùn bonsai nè. Đó, dạng lùn bonsai nha anh chị. Đó, cũng rất là đẹp luôn ha. Cây này tầm mà chưa tới một gang tay nữa ha, tầm 20-15, nói chung là báo cho anh chị từ 15 đến 25 đi ha, cho chắc ăn nha anh chị. Đó, tại vì cây này rất là đẹp luôn. Đó, anh chị về chơi bonsai mini là khỏi phải chỗ chơi chỗ nào luôn anh chị. Cũng 6 cây 200.000. Cái lô này thì uống ít thôi chị ơi, không được nhiều ha. Đó. Anh chị ha, nhìn rất là đẹp ha. Thì nói chung nó bự hơn đầu đũa ăn đó, nhưng mà em báo cho anh chị là cỡ đầu đũa ăn thôi. Để khi anh chị nhận cây thì nó nhỏ hơn, anh chị cũng thông cảm giúp em ha. Đó, cây này cỡ đầu đũa ăn trở lên. Đó. Đó, em sẽ lấy mẫu cho anh chị xem ha. Đó, tiếp tục. Đây.
có mấy cây thì nó tàn nó rộng bự nữa anh chị. Cái này là em nói báo trước cho anh chị là em lấy đại ha, chứ họ em không có lựa ha, anh chị thông cảm ha. Em lấy đại 5 cây thì nói chung là từ 15 đến 25 cm đó. Đó, cây sống khỏe, em bao hàng cây sống khỏe ha. Đó, 6 cây 200.000, lô này em chỉ có vài trăm cây thôi ha. Anh chị nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha anh chị. Đó, lô này chỉ có một miếng thôi, cũng cỡ 200 cây, 200 ngoài thôi anh chị ơi. Rất là đẹp luôn. Đó, anh chị về chơi bonsai vô chậu mini là không chỗ nào chê được nha anh chị. Đó, anh chị nào mà cần thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876 gặp Kim Chi ha. Chốt đơn nha anh chị. 6 cây 200.000 em bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Lô này chỉ còn gần 200 cây thôi ha. Anh chị nhanh tay thì còn anh chị. Rồi xin chào ha.